Hello, chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Ok, và hôm nay mình sẽ tiếp tục làm thử một món ăn về ẩm thực. Hôm nay mình có một quả dừa và một cái mì. Hôm nay mình sẽ thử nấu mì trong quả dừa này và bằng nước dừa của nó. Thử xem có mì mà mình nấu bằng nước bình thường và nước dừa nó có gì khác. Mời các bạn xem video của mình. Ok, và bây giờ Khang nó sẽ chặt cái dừa này ra. Và mình sẽ bỏ mì vô, mình nấu bằng nước dừa của nó luôn. Chặt đi Khang. Ok. Và bây giờ mình bỏ cái dừa vô, bây giờ bếp này rồi thì mình đợi nước dừa nó sôi lên thì mình sẽ bỏ cái mì này vô. Dạ, hiện tại rất là nắng thôi này. Mình đang làm ở ngoài rừng nên nếu mà bay khói này nó bay quá, ông giả quánh chết nào ông hay. Thời tiết này cũng gọi là ổn. Mình chỉ cần đợi nước sôi là mình có thể thả mì vô được. Ok, trong thời gian chờ đợi chính thì tôi của lựa sẽ quay cảnh xung quanh cho bạn coi. Nó sọt luôn rồi. Chuyện này có gì không ta? Ta nuôi gà nhiều quá, đây nhiều con rất là nhiều. Mấy cái mương này nè bạn, cũng khá là nhiều cá đó. Có bữa nào thì anh em chúng mình sẽ làm một clip về nhóc cá, không thôi là về đi câu cá về cho các bạn coi. Thời gian này mà chúng mình đang thi á nên cũng không có thời gian rảnh. Trong dịp nghỉ Tết Tây này thì nhóm mình được nghỉ 3 ngày và sẽ cố gắng ra thật nhiều video cho anh em được coi. Cái giường này cũng khá là trống luôn này, cũng không bịch như mình nghĩ đâu. Và bây giờ nó nước nó sôi bạn ơi, giờ tôi sẽ bỏ cái gói mì này vào cái này vào cái dừa. Anh nhiều nghe Khang. Nghe tiếng như bạn xè đó. Cái này lỗ nhỏ thì tôi sẽ bẻ cái mì các bạn. Giờ thả nó vô. Cái này tôi không có bỏ hột dầu vô được bà ơi. Nước dừa này là mình bỏ hột dầu vô là nó lăn nản sao á.
Đây em cái đũa này. Rồi tôi sẽ bỏ vô đây rồi. Đây lại. Là khoảng 1 phút nữa là nó sẽ chín rồi. Ok, sau 1 phút chờ đợi thì bây giờ mì đã chín em ơi. Nhìn rất là hấp dẫn đó. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức cái này tại lò luôn nha. Nóng trực tiếp luôn, vẫn còn nóng, lò vẫn còn cháy. Dừa nó ngọt á, nó khác so với cái nước bình thường của mình. Mình bỏ mì vô, nó ngấm vô mì, cái cọng mì của mình nó quá ngọt, quá đã. Đây là lần đầu tiên mình làm cái nấu mì bằng nước dừa luôn à. Quá đã mà, quá ngọt. Cảm giác lần đầu tiên mình làm này thành công đã mà, ngon. Video lần này của chúng mình đến đây là cũng kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe kênh của mình để có những động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.